tay máy của ta đang gào thét. Cảm nhận sự phẫn nộ của tự nhiên nào. Chân lý luôn ở cùng ta. Nó trước khi nó lật thuyền. Xoay thanh điều hướng bên trái là có thể di chuyển, thử xem nào. Bấm nút tấn công thường để tấn công. Tìm được mục tiêu địch, chuyển sang hình thức chiến đấu. Dùng kỹ năng của bạn để giải quyết tên này. Đây là kẻ địch đáng sợ, dùng toàn bộ kỹ năng của bạn để chống lại nào. Bạn tìm được giáp mới trong mạo hiểm, mau đổi nó nào. Wow, bên kia có cái rương, mau mở xem bên trong có đồ gì tốt không. Năng lực của bạn được tăng trong thời gian ngắn, tích cực chiến đấu nào. Họ gọi ta là trí thông minh nhân tạo điên cuồng. Né khu vực màu đỏ, ở đó nguy hiểm lắm. Ừ,
thân xác của ngươi sẽ hóa thành tro bụi, nhưng linh hồn của ngươi thì sẽ đi về đâu? Chọn vũ khí chiến luân, đây là vũ khí rất mạnh, dùng chiến luân tiêu diệt kẻ địch. Bấm uy năng đổi tấn công tầm, dùng tấn công tầm xa của chiến luân tiêu diệt kẻ địch. Thử đổi uy năng trong lúc tấn công sẽ có chiêu tấn công mạnh mẽ hơn. Nếu bạn đổi một vũ khí mới, sẽ nhận được một kỹ năng mới. Máu thử uy lực của kỹ năng mới nào. Tìm được mục tiêu địch, chuyển sang hình thức chiến đấu. Thời khắc hủy diệt đã bắt đầu. Chiến đấu kết thúc, máy móc bình thường, tiếp tục tiến lên.